Hello mọi người nha. Chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình với Đức Đỗ mới thuê cái xe truck của Du Ho và có cái trailer đằng sau để mình kéo thêm một cái xe. Thì cái chiếc project mà mình để trong nhà để mấy tháng trời tới bây giờ đó, thì hôm nay mới mùa đông nè, trời còn đang lạnh lắm, ngoài trời âm u á. Quay cho mọi người xem mà. Quá âm u luôn. Đó thì hôm nay là cái đang quay cinema medic mà đúng không? Okay, thì hôm nay hai đứa có plan chạy xuống dưới nhà anh Minh đến tiệm của anh Minh, thì dùng cái xe đó. Thì nhà mình tương lai là nói chung là để cái xe đó để làm, khi nào làm xong bắt đầu mình quay tiếp. Thì hôm nay cái hành trình mà mình quay và mình đi lấy cái xe này nó như thế nào thì mình cũng quay lại cho anh em xem, để anh em biết là khi mà anh em chơi những cái xe đồ check mà chưa có nổ máy, hay là giống như ví dụ anh em đang làm thơ bồ mà chưa tune xong mà chưa chạy được á, thì anh em có thể thuê những chiếc này. Nếu nhà không có chốt á thì anh em sẽ thuê chiếc chốt này đi ha. Hay là Chevrolet gì ta, chưa coi luôn, là chiếc chốt này mà đợi mấy cái trailer này quá ok rồi, nó đâu có xi nhê gì. Đó thì mình thuê cái này là trên một mai, là chiếc chốt này là 8 feet nha. Thì trên một mai này nó sẽ lấy 79 cent trên một mai. Thì mình thôi là mình cái estimate nó hơn một chút đi, để giống như mình đi trà sữa hay là uống cà phê hay là ăn uống gì đó. Đó thì mình cái estimate thêm một chút nữa thì cũng chỉ vài đồng thêm thôi, chứ không là nếu mà quá mai hình như nó sẽ phạt mình trong khoảng mức nào đó, hoặc không là nó sẽ trả với gia đình mình thôi, cũng không có gì đâu anh em. Nếu mà có việc gì quá gấp á thì nó sẽ trừ vô gia đình mình thôi. Thì còn cái xe này mình thuê á, cả luôn cái trailer và cái chiếc xe này là 120 mấy cả thuế, và rồi xong rồi thêm những cái plan mà giống như là mình nếu mà bị đục thì nó sẽ bỏ ra 5.000, là chỉ trong cái gói của mình có là giống như mình add 5 đồng 10 đồng gì đó, thì nó sẽ có được, nó cover cho mình được 5.000 10.000, mình tùy mình chọn thôi. Nhưng mà anh em nên chạy cẩn thận những xe này, nói chung không biết chứ được gì đâu, phải mua mấy gói đi, với lại những gói bảo hành cho xe đó. Nói chung là lấy mấy cái gói đó thì mình lấy có 15 đồng thôi, là tính tiền ra khoảng 147 đồng, 150 gì đó. Đó thì bên này lúc mà mình mua hàng qua mạng hay là gì đó, nó hay hỏi mình có ủng hộ tiền cho những đứa trẻ nghèo hay nhà mồ côi hay gì đó, thì 3 đồng, 5 đồng, 10 đồng tùy vào các bạn ha. Đó, thì ok, thôi, mình bây giờ mình quay về nhà để mình đẩy cái xe lên. Thì có gì mình sẽ quay tiếp cho anh em coi hành trình xuống dưới nhà anh Minh như thế nào ha. Đó, đây là cái trailer của Du Ho ha. Ôm mê. Sao mày? Ok anh em, thì bây giờ mình về đến nhà nè. Thì đây là Ichi hít carbon nè. Giờ mình sẽ chở xuống. Thì mâm này mình đi đang là Mugen MF10. Còn bên trong xe để quá nhiều đồ. Đó, tùm lum đồ hết anh em ơi. Giờ phải đem nó đi nè. Đó. Okay, ngày cuối ở đây nha con. Không biết bao giờ gặp lại thôi. Đó, Ichi. Thì bây giờ phải đợi lên đây. Thì bây giờ mình phải gỡ mấy cái này ra, tí nữa nó bỏ vô kia bánh xe nữa. Ok, thì chiếc xe cũng đã lên rồi nha. Thì mình đã bây giờ khóa lại, make sure các thứ các kiểu. Rồi bắt đầu chạy thôi. Thì đây là chiếc truck 19095 thôi đó. Đó thì bây giờ xe nó đã lên rồi, thì nói chung là nãy giờ anh em mình làm đẩy lên cũng hơi cực nên phải nhờ thêm anh em, nên là cuộc sống phải có những người anh em như vậy ha. Thì thank you Phúc nha. Thì đó, bây giờ xe nó mới được chạy lên rồi nè. Nãy hai thằng đẩy nó không có đủ lực để nó lên, thì ok thôi, mình cũng đi thôi. Ok, gặp anh em ở tiệm anh Minh ha. Ok, quay cho anh em xem chiếc Eclipse GST đời 97 ha. Mới chạy 115.000 mai, body quá lean luôn. Turbo nha.
City là Turbo. Man hơi đẹp đấy. Bên trong thì lại cái mở ra đây, mở ra đây. Đó, bên trong thì lại màu nâu. Đó, số tay nha. Anh em nào chơi chiếc này ngon đó. Xanh rêu đó. Xanh rêu. Ok, cho mày nằm đây nha. Về thôi. À, chờ ngày tái shop. Trời quá lạnh luôn rồi. Quá lạnh. Ok, hôm nay là ngày cuối là có tiệm thì ra được cái bất ngờ. Đây. Thì lúc bò mình có đặt của anh Phương. Thì tiệm mình hay ăn của anh Phương, thì anh Phương hôm nay lên rồi mình kêu là trả tiền, nhưng mà anh Phương kêu thôi cho luôn. Thì mình phải cảm ơn anh Phương nhiều nha. Hôm nay mình đại tiệc chia tay tiệm mình. Thì và chị Thi có tặng cho mình một nồi súp. Rồi đó, thì nồi súp to luôn. Thì nói chung cảm ơn anh Phương với chị Thi rất nhiều nha. Chị Thi còn tặng thêm quà nữa chứ. Đây. Chị còn tặng thêm bịch quà nữa chứ. Quý ghê. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Thì ok, mình chỉ muốn quay lại đây để cảm ơn những người giúp đỡ mình thôi, yêu quý mình. Cảm ơn rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ mang đồ qua bên bữa tiệc để mình ăn ha. Vô cái đây là gỏi nè, 200 mặt heo, rồi hai cái bếp, rồi lẩu bò, rồi súp cua, rồi gỏi cuốn lại đó, gỏi cuốn, tôm thịt. Thì đó, ok, hôm nay chiến nha. Hôm nay ngày cuối chiến ở đây. Rồi bắt đầu đi. Giờ đang xếp đồ lên xe, anh em thấy xe quá là khủng không? Đây, nhà đi 2 xe van. Đó, nhìn xe này nè. Coi như không thấy đường luôn, coi như hôm nay mình phải dẫn đầu xe mình. Mình chất để nó không có che đi cái tầm nhìn ha. Đó. Quá nhiều luôn, không phải ít đâu, như bên này nè. Giờ cơ mở cửa đó không mở được rồi. Chỉ mở cửa tài thôi, hôm nay mình chạy một mình một ngựa. Đó. À, giờ chất vô nhìn nó hạ xuống đẹp không? À, sát bắn luôn này. Thấy chưa? Được. Thế đó, coi đi chứ giờ sao? Đó, hai xe van, đi hai xe van với một chiếc Civic. Chiếc truck này là mượn thôi để chở đồ với lại dục đồ thôi. Đây là hành trình của mày. Ê, hôm sao cô? Xem lại một năm đã qua hả? Năm mấy rồi? Năm rưỡi rồi. Đây, cho anh em xem nhà. Nhà thôi, bây giờ chuẩn bị sang nhà mới ha. Đó. Cái chiếc này là Honda Redline cái gì đó đó. Thì mượn thôi của anh Thanh. Với lại chị Chi. Thì cũng phải cảm ơn anh Thanh chị Chi nhiều ha. Chứ bên này giờ mượn xe thì mượn xe ai đúng không? Người thân này quý mến vậy thôi. Đó. Dục đồ quá trời rồi, xếp đồ thêm quá trời. Cái thay thun trên đường đi có gì mình sẽ quay tiếp cho anh em xem. Anh em thấy mấy cái xe này không? À, nó hạ xuống nè, thấy không? Đằng trước nhổng lên, tại đằng trước đâu có đồi đâu. Nè, chiếc này cũng vậy nè. Mình qua anh để xem nha. Đó, thấy không? Nè, hạ mà bè ra luôn nè, thấy không? Dữ không? Thấy không? Đó, thấy không?
cho chủ ha. Ok, thôi mình đi đây. Cool kitchen. Con phở dễ thương. Con phở dễ thương ha. Và đây là đống đồ trên ba xe của nhà mình. Khi 4 giờ sáng mình bỏ xuống và nhìn đi nhìn lại, mình vẫn không hiểu tại sao mà mình có thể nhét được hết đống đồ này trên ba cái xe. Còn đây là khu bên hông, là sẽ là nơi mà mình chiêu nhậu rồi uống cà phê buổi sáng. Đó, rất là yên bình. Đây là cái nhà. Mới đầu cái phòng của mình thì mới vô nó rất là bừa bộn và có nhiều khung giường này nọ mình chưa sắp xếp xong, thì đêm qua mình ngủ ở phía ngoài. Đây là cái tủ nhỏ, quá nhỏ xíu đó. Đây là khi mà mình hút bụi xong thì thành quả nhìn ra nó sẽ như vậy, sạch sẽ hơn rồi rộng rãi hơn, nói chung là bỏ cái giường đi rất là rộng. Ok, thì đây là thành quả. Cho tới hiện tại thì mình đem những thứ đam mê vô phòng mình, giống như là xe nè, giày nè, rồi những cái bô xe, rồi mình đánh đèn vô cho nó soi vào những cái chiếc Hot Wheels mình collection đó, phòng vậy thôi. Rồi sau đó là nhà mình đi thưởng thành quả với những con crawfish. Đâu, giới thiệu vườn xíu đi. Đây, vườn này kiểm đỏ. Kiểm đỏ là bắt đầu ngày đầu tiên đây. Vườn nhà đỏ rồi, còn cây gì nữa không, đi giới thiệu ta đi chứ. Cái này là chủ vườn anh ghép hồng thăng long trước đi. Đâu đây, thăng long đây, cây chuối không có trái nào hết nè. Chưa hả? Mùa này là nhiều không trái chuối hả? Rồi còn gì nữa, cây na, rồi cây đu đủ đây, cây qua đây cho cây coi cây na. Có mấy cây na ba? 1, 2 như 3 cây đúng không? 4 cây. 5 cây luôn. 5 cây na. Ở đây giờ hình như còn có trái. Lá để hơi héo một tí mấy nay. Hình như là tưới cây đồ phân bón này kia nữa mới ok được. Nè, có một trái na nè. Ok. Ở đây bên sau thì đây là phôi đa nên có những cái cây này nè. Đó, những cái cây này là giống như ở mấy cái vùng biển á. Cây sa ri này. Đây. Cây sa ri này hả? Ừ. Việt Nam mà sao nhìn lắm. Ừ. Chưa to được. Nó có mà chứ không có làm bầu. Mấy cây này hay thấy ở ngoài biển nè. Đó. Đây là mía, dành mía. Còn gì nữa? Đu đủ. Đu đủ ha. Thì đây cho anh em coi cái góc bên hông. Cho anh xe rùa em coi nha. Vườn sau chưa dọn dẹp mới nên là to lấy ha. Khu này ngồi uống cà phê nè. Đây là cái rau thơm. Cái này là bạc hà đúng không nè, min á. Đầu hương quế để ăn phở nè. Đa số rau hương quế nhiều nhỉ. Còn này cái gì đây? Cái rau này hôm qua mình nấu canh hả ba hả? Phải nó
À, rau ngót hả? À, rau ngót hôm qua nhà mình mới hái để nấu bún mọc anh em. Canh mọc, canh mọc. Lấy không? Đây, cây chanh, cây tắc gì đó của ba mình mang qua. Đây, đây là góc cà phê. Góc cà phê của mình.